Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, ngày hôm qua 24 tháng 12, Đà Nẵng ghi nhận thêm 140 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 51 trường hợp chưa cách ly. Đáng lưu ý là trong đó có nhiều trường hợp có triệu chứng hoặc có liên quan đến các ca bệnh nhưng không liên hệ y tế địa phương mà tự đến các bệnh viện để xét nghiệm SARS-CoV-2. Tính từ ngày 3 tháng 5 cho đến nay, thì số ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đã vượt mốc 10.000 ca bệnh. Riêng từ ngày 16 tháng 10 cho đến nay đã có gần 5.200 ca. Toàn thành phố hiện có 423 điểm phong tỏa với gần 1.500 hộ dân. Số ca mắc trong cộng đồng hiện vẫn ở mức cao, vì vậy ngành y tế khuyến cáo người dân cần tuân thủ thực hiện 5K. Khi có các triệu chứng liên quan thì liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà.